Kính bạch sư, một số học giả cho rằng giáo lý luân hồi, nhân quả, nghiệp báo là Đức Phật kế thừa Bà La Môn, Hindu giáo. Không ạ. Thưa sư, có sự tương đồng nào của những giáo lý trên của Đức Phật với Ấn Độ giáo không ạ? Con rồi, mong được sư trả lời. Sư e là có nhiều người họ nhầm lẫn, bởi vì có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái chuyện kế thừa và cái chuyện kiểm chứng. Giống như bây giờ, nói theo kiểu bây giờ người ta khoái dùng cái lăng kính gọi là khoa học để người ta áp vô tất cả mọi thứ. Thì thôi bây giờ sư cứ nói theo kiểu bây giờ đi. Thì khoa học bây giờ phát triển thì trong rất là nhiều cái nền họ đối chiếu thì họ thấy là có những cái này mình tiếp thu được, xài được, có những cái kiến thức xưa cũ xài không được, nó không có đúng với khoa học. Thí dụ như là một cái người gọi là phù thủy có thể làm dịch bệnh cho một ngôi làng, thì bây giờ khoa học họ không công nhận cái đó nữa. Nhưng hồi xưa thì một số nền tôn giáo thì họ công nhận cái đó. Đó. Thì mình không thể nào nói là những cái mà khoa học bây giờ là họ gọi là dùng từ họ kế thừa từ ba cái họ tầm bậy tầm bạ hồi xưa thì không phải như vậy. Phật giáo là sự kiểm chứng. Sau khi Đức Thế Tôn chứng đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài kiểm chứng lại các phương pháp tu tập của thế gian lúc bấy giờ. Và một số phương pháp tu tập Đức Thế Tôn công nhận là nó có hiệu quả, có thể sử dụng để đi đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử. Và Thế Tôn Ngài chấp nhận cái đó. Và đó chỉ là cái phương pháp gọi là một trong những cái bước mà mình cần đi để mình đi lên nữa. Cho nên là mình không thể dùng cái từ gọi là từ kế thừa được, mà mình phải dùng cái từ là kiểm chứng. Tức là Thế Tôn Ngài rà soát lại, giống như là Ngài quét lại và Ngài xác nhận trong cái mớ hổ lốn này nè, cái gì xài không được, cái gì xài được. Mấy cái xài được đó thì mọi người có thể xài, còn trong cái mớ hổ lốn đó rất nhiều thứ xài không được thì không nên xài. Thành ra là mình không thể dùng cái từ kế thừa, tại vì kế thừa bản chất nó làm hiểu sai đi ý nghĩa của cái hành động của Thế Tôn đó. Thì đó là cái mà sư cần phải chia sẻ với quý vị. Thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái mấu chốt của cái câu hỏi này, câu trả lời ở đây chính là Đại Đức hiện tại cũng nhấn mạnh thưa quý vị đó, nghĩa là quan trọng cái điểm chính là hai từ này, kế thừa này. Bây giờ khi mà nói đến kế thừa thì chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa từ kế thừa là gì. Sư có tìm hiểu về cái khái niệm hay là cái nghĩa khái của kế thừa là ở đây là gì? Nghĩa là thừa hưởng, nó có năm cái ý nghĩa. Thì ý nghĩa thứ nhất là thừa hưởng, gìn giữ và tiếp tục phát huy cái có giá trị tinh thần, kế thừa cơ nghiệp, kế thừa phát huy truyền thống. Có nghĩa là dựa trên nền tảng đó, theo cái nền tảng đó, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai nè, thừa hưởng, giữ gìn, tiếp tục phát huy giá trị tinh thần, kế thừa những di sản văn hóa dân tộc, đó là cái ý nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba của cái thừa là giống như thừa kế, là thừa hưởng, gìn giữ, tiếp tục phát huy cái đó, là cũng như vậy luôn. Cái thứ tư là cũng như thừa kế, thừa hưởng, gìn giữ, tiếp tục phát huy, cũng tương tự như luôn. Và cái thứ năm là ở đây thì nó hơi lạ tí thôi, là trong lập trình hướng đối tượng kế thừa tạo lớp mới dựa trên định nghĩa từ trước, dựa trên định nghĩa từ trước nha. Rồi đây là cái định nghĩa về cái kế thừa hay thừa kế đó, là như vậy. Có nghĩa là quy tụ chung lại vẫn là, nếu mà nói là kế thừa là phải dựa trên cái lý thuyết đó,
và duy trì cái lý thuyết đó, duy trì cái định nghĩa khái niệm đó, và lấy cái đó làm gốc, lấy cái đó làm gốc, thưa vị, lấy làm gốc nha, lấy cái triết lý đó làm gốc, để phát huy lên, phát huy có thể vẽ là thêm thêm ABC, thêm gì đó, thêm thêm một vài điểm đó. Nhưng mà vẫn là lấy cái đó làm gốc. Rồi chúng ta quay lại đặt câu hỏi nè. Vậy thì nói là nghiệp báo của Đức Phật kế thừa Bà La Môn đó, thì có đúng không? Thì xin thưa là sẽ nói là sai hoàn toàn. Tại sao là sai hoàn toàn? Tại vì như vậy sư cũng đồng ý với quan điểm của Đức Hành Tại đó, có nghĩa là trước thời mà đúng là rõ ràng là trước thời Đức Phật ngày thành đạo, thì có những cái khái niệm về giống như là nghiệp nè, rồi cúng dường nè, rồi A-la-hán nè, Niết bàn nè, là có người bị có trước rồi nha, rõ ràng có trước rồi nha, chứ không phải là đến đến khi mà Đức Phật mới mới là có nha. Nhưng mà giống như bây giờ ở đây á, Bà La Môn này cũng nói nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của họ giống như là quý vị hiểu, giống như là cái nghiệp của họ nó trong chổng nó có nhiều đức, nó có những cái mà nó chỉ nằm ở trong phạm vi gọi là thế gian thôi, và nó có những cái gọi là khiếm khuyết hay những cái lỗi đó, đúng không? Đức Phật á, khi mà ngài tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy á, thì á, ngài định nghĩa, vì nghe rõ nha, ngài định nghĩa và ngài khái niệm lại những cái khái niệm mà trước đó mà bà làm các tôn giáo khác, tôn giáo đó đưa ra, giống như là như thế nào là nghiệp, thì Đức Phật ngài định nghĩa lại, đưa khái niệm lại, như vậy mới là nghiệp nè. Có nghĩa là ngài làm cho cái triết lý về nghiệp á, trong cái sự chứng ngộ ngài nó hoàn hảo hơn, và ngài định nghĩa lại khái niệm lại. Thì khi mà đã nói định nghĩa lại khái niệm lại, thì làm sao mà gọi là kế thừa, thưa quý vị? Hay thậm chí á, là biết trong Pháp Cú á, có một cái phẩm gọi là phẩm Bà La Môn, thì cái khái niệm Bà La Môn á, trước thời Đức Phật á, là như thế nào? Bà La Môn có nghĩa là một trong những tầng lớp mà sinh ra từ nguyện phẩm thiên cao quý, được ăn trên ngồi chóc, tầng lớp quyền quý, không mà ở dưới nói gì phải nghe, không có được chống đối, không phải phải cung kính các vị Bà La Môn đó. Bà La Môn là được cúng tế đó, Bà La Môn là thanh tịnh này nọ. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà Đức Phật á, trong cái Pháp Cú Phật Bà La Môn nghe định nghĩa lại Bà La Môn á, như vậy không đúng. Bà La Môn là phải là người vô tham, vô sân, vô si, là người đoạn tận các phiền não thì mới gọi là môn, mới gọi là Bà La Môn. Thì có phải là Đức Phật đang định nghĩa lại cái khái niệm gọi là Bà La Môn không vậy? Thì có phải ở đây là có phải là nếu mà nói kế thừa là sao đúng được? Không thể gọi là kế thừa được, tại vì Nga định nghĩa lại mà, cho cái đúng đúng nghĩa là cái nghĩa Bà La Môn đúng thuần tí luôn. Mấy nghĩa này là xuất thế gian đó, cái nghĩa vượt ngoài thế gian đó, cái nghĩa cao thượng đó, cao thượng tột cùng đó. Hay thậm chí cái từ mà Dakshina đó, nghĩa là cúng dường đó, trước thời Đức Phật cũng có. Thì đối với cái khái niệm của Dakshina mà các vị Bà La Môn á, họ nghĩ á, là cúng dường đến cái vị mà thầy cúng tế á, cúng tế để cho cái nhà mình có hậu sự đó, thì cúng dường á, cúng dường cho cái người Bà La Môn đó, để họ làm cái thông tục đó, để cho người ta, cái người chết đó, được sinh lên thiên đàng, và người sống đó, có cái tài, có tài lộc, có sức khỏe. Nhưng mà rồi khi mà Đức Thế Tôn á, ngài cũng định nghĩa khái niệm, nghĩa là định nghĩa lại khái niệm lại cái Dakshina đó, cái cúng dường. Sao cúng dường đây là một trong cái Dakshinayo, một trong chín ân ân đức tăng, là sao, là cái sự cúng dường đó là do hàng cận sự, vì cái lòng tin về quả của nghiệp, cho nên là cúng dường đến các chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật đó, để hướng đến cái sự giải thoát đó. Cho nên là sư đưa ra những cái luận cứ này để quý vị có đủ cái cơ sở căn cứ để một lần nữa đối chiếu là gọi là Đức Phật, nghĩa là gọi là cái giáo lý luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, hay là những cái khái niệm, những cái từ đó, là gọi là kế thừa được Bà La Môn đó, thì có đúng hay không? Không thì là một lần nữa sẽ khẳng định là sai hoàn toàn.
Đức Phật là, một lần nữa xin nhấn mạnh là Đức Phật là người định nghĩa khái niệm lại những cái quan điểm, những cái sai lầm về nghiệp, hậu quả của nghiệp, để cho nó hoàn hảo hơn, để cho chúng sanh hướng đến cái sự đời sống nó thánh thiện, nó cao thượng hơn. Tại vì những cái khái niệm mà nhân quả luân hồi báo của Bà La Môn nó có rất nhiều lỗi, có nhiều vấn đề, mà nếu mà lỡ mà mình có mình hiểu sai, mình hiểu đen Đức Phật kế thừa như vậy thì đó là một, nó đem lại cho mình sự bất lợi, thưa quý vị, bất lợi ngay trong hiện tại, trong tương lai. Tôi xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Sư nghĩ là quý vị cần nắm cái ý chính mà Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ, là Đức Thế Tôn ngài định nghĩa lại, sửa lại cho đúng những cái quan điểm sai lầm của Bà La Môn giáo. Cho nên mình nói là kế thừa thì nó không đúng. Cho nên một là sư tổng hợp lại câu trả lời ha. Một là ngài rà soát lại những trong cái mớ hổ lốn đó, ngài rà soát lại cái gì xài được thì ngài chỉ ra cái này xài được, cái gì xài không được thì ngài chỉ ra nó xài không được. Nhớ giùm nha, Phật giáo không có cực đoan, tức là cái gì mà không theo tôi là sai hết, không giống một số tôn giáo là phải theo tôi còn không theo tôi là sai hết, không phải. Đức Thế Tôn vẫn thừa nhận một số điều xài được hay một số điểm xài được, và ngài cho phép xài đó. Rồi một số cái đó cần phải sửa lại, thí dụ như định nghĩa về nghiệp nè, định nghĩa về luân hồi nè, định nghĩa về niết bàn nè, định nghĩa về thánh nhân vân vân, thì ngài sửa lại cho đúng đó. Cho nên là mình không thể dùng cái từ kế thừa, bởi vì từ kế thừa nó không phản ánh chính xác sự việc mà Đức Thế Tôn đã làm. Chẳng những như thế mà ngài còn sáng, dùng từ sáng tạo, mà ngài chỉ cho thấy con đường đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì nó giống như sư nói, nó giống như bây giờ một cái căn nhà chòi mà nó sụp sệ rồi nó cũ nát, thì thôi người ta dẹp luôn cho rồi. Thì trong khi dẹp đó đó, người ta thấy nhưng mà cái là cái gì ta, cái cục đá này nè, còn xài được làm cái đá lót chân, cái đá mà lót ngoài cổng á, còn xài được để kê kê đồ này đồ kia còn xài được, thì nguyên cái nhà dẹp hết đi, nhưng mà có cục đá đó xài được thì cứ để đó mà xài. Rồi người ta xây lên nguyên một cái biệt phủ, xây lên cả một tòa lâu đài, thì còn giữ lại cái tảng đá đó để kê đồ, thì mình không thể nào nói là cả tòa lâu đài đó kế thừa từ cái căn nhà nhỏ hồi xưa thì nó kỳ lắm. Đó, rồi thôi sư qua câu hỏi tiếp theo.